Tham nhũng vặt giống như vẽ vùi. Bây giờ tôi hỏi quý vị là dân Việt Nam, năm nào con cháu của quý vị đi học, quý vị có đóng tiền đầu năm học, quý vị không bờm đầu tôi làm con quý vị liền. Chưa nữa, đi học xong gì học thêm, học bớt, học ngoại khóa, học cái cô mẹ gì, học đứa nào đứa nấy giống như siêu nhân vậy đó. Đi học xong về cái mặt nó mới có 9-10 tuổi, mặt đứa nào nấy ngáo ngáo vậy nè. Sáng 7 giờ cha mẹ đẩy đến trường, nhét cho cái bánh cái gì đó ăn 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 đã, học học mẹ đến trưa. Trưa xong ở trường đứa nào học bán chú ở trường ăn 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 xong đến chiều mới 4 mấy 5 giờ bà già tới rước về chạy tiếp 7 giờ đi học tiếp. Ủa mày học kiểu đó học nguyên một ngày ở trường xong rồi tối về 7 giờ 6 giờ bắt con người ta học nữa, học tính về tới nhà 9-10 giờ thả nhóc ra ngắt ngư vậy nè. Cha mẹ lo đi làm đâu biết nhà trường bắt học gì học đó, mà bây giờ không học thì không được lên lớp. Gần 40 năm nay rồi, năm nào cũng vậy á, trường này điểm, trường đạt chuẩn quốc gia, trường này trường kia, rồi học sinh này học sinh giỏi, học sinh cái gì tùm lum hết, năm nào cũng vậy hết á. Nhưng mà sao bây giờ có nhiều, bây giờ đẻ ra có chuyện là nhiều đứa học lớp 6, lớp 7 mà chưa biết đọc biết viết rành luôn, viết chính tả sai luôn. Xong xuôi có nhiều cái trường học á, tôi biết đến nỗi á, bây giờ thành tích là thi đua trường này với trường kia, đến nỗi bây giờ thôi làm văn mệt quá, thầy đưa mẹ nó bài mẫu cho học sinh chép luôn. Có luôn, có không xong có, cái thời tôi đi học còn có nữa, đừng nói bây giờ. Ok, vô mà ăn nào dốt dốt vậy thôi, bây giờ trường mình tệ quá, giờ chẳng lẽ giờ nguyên một khối đỡ lại lớp nhiều quá. Thầy cô giáo đưa bài mẫu cho viết luôn thì em làm giống gì nè, đem về viết. Xong xuôi, xong phim. Ok, còn đi học mà, đi học có sẵn sách luôn, copy đúng sách viết thôi, lấy bài văn mẫu đem ra viết thôi. Đi ra đường thấy, con mới thấy chú công an ăn hối lộ nè, ông già bịt mỏ liền. Thôi con ơi đừng nói, ủa sao kỳ vậy, ở trong trường thầy dạy con là đi ra cuộc đời mình sống mình phải chân thật, ba mẹ dạy con vậy mà. Nói không được con ơi, con nói kiểu đó không được, nói rõ ràng, ở trong trường, ở trong sách có dạy Bác Hồ nói rồi, học tập tốt, lao động tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Ủa sao kỳ vậy, ông già chở nhỏ chạy lên ngồi chiếc xe ha, chạy đang chạy lên tàn vậy nè, rõ ràng ông già chạy đàng hoàng, chú ngang thổi lại quét bắt vô. Đâu giấy tờ không, có giấy tờ, có bằng lái, có, chú ngoan không cho đi. Tự nhiên nghe thấy ông già móc 500 ghê, móc 500 kẹp kẹp dí dí đi. Cái thằng nhóc nó hỏi, ủa sao ba đưa tiền chú công an chi vậy, nói giờ không đưa tiền chú ngoan không cho đi. Ủa sao kỳ vậy, rõ ràng ba chạy đàng hoàng mà. Nói tại nó vậy thôi, đừng hỏi nhiều quá nít, đừng hỏi nhiều á. Ông chú bộ chính trị mới chịu, ông chú làm trong Việt Theo ở Việt Nam vậy. Ờ, còn hồi xưa suốt một cái thời gian dài á, quý vị biết rồi vậy, đi mua cái nón công an á, để trên xe chạy gì gặp cái người của ta cả. Còn cái đám mà bắt cụ á, ở ngoài miền Bắc thì có cái chiêu biết gì không, bị cảnh sát giao thông thổi xuống á, chờ tí mày biết bố mày là ai không, để tí gọi không? Tôi coi mấy video trên YouTube á, gọi công chưa, gọi xong chưa, đây đây này anh nghe đi. Ờ đã chưa, thế là ông chú gọi cái rồi xong. Thành ra cái xã hội đó đâu cần đâu, tại vì sao, bằng cấp với lại tất cả những cái giấy tờ nó chỉ là con giấy lộn, khi mà người ta có tiền và người ta có quyền lực. Ở Việt Nam ở xíu mẹ bố làm chú, nó làm thiếu tướng phải không, ông chú làm thứ trưởng, ông chú làm bên bộ công an, à thằng anh làm trong cục hải quan,